Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Công Thức TV đây. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại ngay cái chỗ quảng trường, chỗ mà người ta thả diều rất là nhiều. Bên đây anh em thấy không? Người ta bán diều quá trời bán luôn. Còn bên đây là chỗ người ta bán đồ ăn nha. Còn đây ngay trước mặt mình đây là khu mà người ta thả diều. Bữa nay như là gió này, gió ngược á, gió từ ở dưới biển thổi lên nên người ta thả sẽ đứng vậy mà thả nó bay ra ngoài đó. Lúc trước năm ngoái thì như là mình thấy á, là diều nó thả gió ngược lại, thả diều bay xuống mé biển rất là đẹp luôn. Đây là một dòng mình quay cho anh em cùng xem nha. Sau lưng mình đây cũng người ta cũng bán diều nhiều lắm đây. Bây giờ mình sẽ đi một vòng vòng coi những chú diều nha anh em. Đây nè anh em ơi, diều đây, diều rất là to ta không luôn. Đằng kia người ta bán mấy diều nha. Đây anh này anh đang bán diều. Bây giờ mình đi lại đằng kia coi diều nha. Giờ này cũng còn hơi sớm, bây giờ mình đi thì người ta chưa có thả được nhiều không. Chút xíu mình qua vòng mình quay lúc người ta thả nhiều nhất cho anh em cùng xem nha. Đây, diều đây nha anh em, quá trời nhiều luôn. Hello, chào chú bán diều. Đây anh em ơi, có diều gì dơi đây. Thả diều này có bị virus không chú? Thả diều dơi có bị virus không? Đây anh em, diều to to không nha. Quá trời diều luôn. Đủ loại luôn. Đó, có diều Pokemon rồi chó đốm cái gì tùm lum lá trên trời anh em ơi. Nói chung mấy bữa nay là do dịch cúm á nên người ta cho nghỉ rồi mấy trẻ em đi thả rất là nhiều luôn. Bên đây nữa đây. Đây nè, nhìn sau lưng nè, diều nè, túa rồi thấy không? Bây giờ mình qua đây xem diều nha. Muốn thả diều thì trước tiên mình thấy đi xem diều trước phải không? Quá trời diều luôn, muôn ngàn con diều. Hello, chào anh bán diều. Đây anh em ơi. Nguyên hình như là nguyên một cái khúc này luôn, người ta bán diều thôi. Đây hai anh niên này chắc FA hay gì đi mua diều thả chung vậy. Anh thanh niên năm nay. Đây mình quay ngược lại cho anh em xem nha. Đây tuốt lại tuốt đằng kia cũng có nữa nha. Như ở dưới đây thấy người ta như là hết sợ dịch thôi, về thấy không ai bịt khẩu trang hết. Đây chỗ đây bán đồ ăn nha anh em, ốc xào gì đây. Nói chung ở đây vừa thả diều mà vừa ăn vặt nè, nổi được luôn. Đây bên đây, đây bên đây là chỗ để ngồi ăn, mình qua bên đây thử. Ta đông không nha, diều thì bao la rồi. Giờ hình như là người ta bắt đầu lên diều rất là nhiều, mấy em nhỏ kìa.
chỗ này là chỗ cho mướn xe nữa. Hello, chào em. Cho có chiếc nào cho anh chạy được không? Dạ. Chúc cho mướn chiếc không chạy. Đây em ơi. Đây đây. Em nhìn thấy cái khung cảnh nó thấy đẹp không? Đó. Chiếc xe này chút xíu anh chạy được phải không? Chút xíu để anh rủ một bạn anh lại nữa. Rồi, ok em. Đây anh em ơi. Đây đây, bây giờ mình đi dài dài tới nha. Bên kia khu này à, ta thả diều dưới đây, còn trên kia thì mướn mấy chiếc xe nãy mình quay á để chạy thì nhiều, như là thằng bạn mình nó đang ngồi tốt bên kia lắm, mình đi dài dài qua bên đó, chiều cao quá trời cao luôn, mình quay không có thấy gì hết trơn, chủ yếu là quay vòng vòng, ta đi vòng vòng chơi nè thôi. Đây đây, có trước mặt mình có con diều bị mắc trên cây nha, hôm mốt chắc mình đi làm cứu hộ diều quá. Đây mình đi xích ga chút đi. Đây diều đẹp không? Ở đây hoa quá trời nhiều luôn, nguyên một khúc luôn nè. Hoa này giống hoa bán Tết. Đây anh em ơi, mình sẽ đi dài dài xem người ta thấy gì không nha. Mấy chị nữ ở đây cũng xinh xinh lắm chứ bộ. Xuống đây đồ ăn thì vô tư, nói chung là muốn ăn cái gì thì cũng có. Giờ này ta lên đèn luôn rồi. Sao nãy giờ mình đi hồi nãy á, nãy giờ mình đi rất là sớm luôn, nhưng mà nãy giờ được có một chút xíu à, là trời tối lại luôn, nhanh thấy sợ luôn á. Nhiều cao quá cao luôn anh em. Giờ này đứng gió luôn. Mấy cặp tình nhân mà có được con diều xuống đây thả thì quá ok, quá lãng mạn rồi.
Chị rã vừa máy bay cao ghê luôn trời. Hả? Không có gió hay giật quài vậy đó hả? Rồi em trai nè. Rồi, dưới tay à. Thả từ giờ nào tới giờ vậy anh trai? Mới thả à? Rồi sao dính cây luôn rồi. Nhiều cái anh trai mình bị, nói chung là bị mắc cái mắc cạn cây rồi. Đây, giờ này ta mới đi xuống con rồi. Bạn mình đến đâu không biết nữa. Bây giờ mình để ý một cái điều nha, hình như là mình thấy là gia đình người ta thả là nhiều, thả còn nhiều Pokemon hả? Đây này mày hoa quá trời hoa, đứng giữa vườn hoa thả nhiều thì đẹp vừa vậy đúng không? Tại bên đó ta cũng bao một cái góc bán nhiều nữa. Đi qua lại lại xem ta đáng điều nữa. Trời bán nhiều. Bán có nhiều à, bự bự với một con bán nhiêu à? Dạ, mấy con bự bự đó không? Rồi dạ. Dạ, mấy con gì, ví dụ mà treo treo dài dài đó, con nhiêu đâu? Dài chục thì nha. Dạ, có chục, có mấy chục, là có dây luôn đó không? Dây riêng à? Dây riêng hả? 70-80 dây riêng. Ờ. Anh em ơi. Giá nào cũng có. Có mua nhiều xuống đây ủng hộ anh này nha. Tại gạch giá Kiên Giang luôn. Nhớ cái em thấy cái bảng này là cái chỗ anh bán luôn đây. Đây. Ở mình xem anh thả nhiều nè. Đã bàn em. Có đã mua nhiêu anh? Giờ này hình như gió nó hơi yếu rồi. Anh đang thả hơn nhiều nha. Nói chung nãy giờ mình đi vòng vòng này mình cũng đói quá thôi. Bây giờ mình đi kiếm vàng mới được anh em ơi. Ok quá rồi, mình để ngủ bạn mình đi bên kia kiếm vàng mới được.